Năm 1945, ngày 2 tháng 9, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 13 tháng 9, quân đội Anh đến ở miền Nam Việt Nam để giám sát việc giải giáp Nhật Bản. Ngày 23 tháng 9, 1.400 lính Pháp vào Sài Gòn và tấn công Việt Minh và thường dân. Ngày 24 tháng 9, quân Bình Xuyên thảm sát 200 người châu Âu tại Sài Gòn. Tháng 10, 35.000 binh sĩ Pháp đến ở miền Nam Việt Nam để hỗ trợ cho sự phục hồi của chế độ thực dân Pháp. Năm 1946, tháng 2, Trung Hoa Dân Quốc và Pháp đạt được thỏa thuận cho phép sự trở lại của quân Pháp vào miền Bắc Việt Nam. Ngày 6 tháng 3, Hồ Chí Minh đồng ý để sự trở lại của quân đội Pháp với điều kiện họ nhận ra quyền tự chủ của Bắc Việt. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Pháp ký hiệp định sơ bộ cho 15.000 quân Pháp ra Bắc thay thế cho quân của tưởng giới Thạch. Ngày 26 tháng 3, Pháp thành lập Nam Kỳ Quốc Tách Miền Nam Việt Nam thành quốc gia riêng thuộc Liên hiệp Pháp. Ngày 12 tháng 7, vụ án Ôn Như Hầu, âm mưu của Việt Nam Quốc Dân Đảng nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bị phá vỡ. Ngày 27 tháng 8, tổng thống Pháp Charles de Gaulle khẳng định rằng nước Pháp sẽ giữ thuộc địa của họ và vùng lãnh thổ ở nước ngoài. Ngày 20 tháng 11, Việt Minh và Pháp giao chiến ở Hải Phòng. Ngày 23 tháng 11, khoảng 5.000 đến 6.000 dân thường thiệt mạng sau khi Pháp đánh phá và chiếm đóng Hải Phòng. Ngày 19 tháng 12, trận đánh tại Hà Nội mở màn chiến tranh Đông Dương. Năm 1947, tháng 1, lực lượng Việt Minh do Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp chỉ huy chuyển đến khu rừng của phía Tây Bắc Việt Nam, ngày 7 tháng 10, chiến dịch Lea Pháp tấn công chiến khu Việt Bắc của Việt Minh. Năm 1948, ngày 5 tháng 6, Hiệp định Vịnh Hạ Long, Pháp đồng ý thành lập quốc gia Việt Nam gồm cả ba miền Bắc Trung Nam, nằm trong Liên hiệp Pháp. Năm 1949, ngày 8 tháng 3, Hiệp ước Elysee, Pháp công nhận chính phủ quốc gia Việt Nam, đứng đầu là quốc trưởng bảo đại. Ngày 22 tháng 5, Quốc hội Pháp chính thức bỏ phiếu thông qua việc trao Nam Bộ cho chính phủ quốc gia Việt Nam. Tháng 7, Quân đội quốc gia Việt Nam, VNA, thành lập. Năm 1950, tháng 1 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Liên Xô công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Trung Quốc bắt đầu cung cấp Việt Minh với các cố vấn quân sự, pháo binh, vũ khí và trang thiết bị. Tháng 2, Mỹ và Anh công nhận chính phủ Quốc gia Việt Nam, thủ đô đặt tại Sài Gòn. Ngày 8 tháng 5, Mỹ tuyên bố viện trợ quân sự và tài chính đối với các chính phủ ủng hộ Pháp tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Ngày 26 tháng 7, Mỹ cung cấp 15 triệu đô la Mỹ cho lực lượng Pháp tại Việt Nam, cố vấn quân sự Mỹ sẽ đi đến với xe tăng, máy bay, pháo, và các hàng hóa khác vào Việt Nam. Ngày 16 tháng 9, chiến dịch biên giới, Việt Minh phá thế cô lập của căn cứ địa Việt Bắc, khai thông biên giới để mở đầu cầu tiếp nhận viện trợ từ Trung Quốc, bắt đầu chuyển sang thế chủ động, 6.000 lính Pháp bị giết hoặc bị bắt. Ngày 22 tháng 12, bom Napan được sử dụng lần đầu tại Việt Nam để chống lại quân Việt Minh tại Tiên Yên. Năm 1951 tháng 1, 20.000 lính Việt Minh mở một loạt các cuộc tấn công chống lại các vị trí của Pháp ở miền Bắc Việt Nam. Tháng 11, Thượng nghị sĩ Mỹ John F. Kennedy đến thăm ủng hộ Việt Nam. Tháng 12, lính Pháp thương vong tại Việt Nam vượt quá 90.000. Năm 1953, tháng 5, tướng Pháp Angri Nava được bổ nhiệm chỉ huy các lực lượng Pháp tại Việt Nam và tuyên bố đó là không có khả năng chiến thắng cuộc chiến. Ngày 20 tháng 11, quân Pháp bắt đầu xây dựng căn cứ tại Điện Biên Phủ. Ngày 19 tháng 12, luật cải cách ruộng đất được hồ chủ tịch phê chuẩn và chính thức ban hành, chương trình cải cách ruộng đất tại miền Bắc bắt đầu. Năm 1954, ngày 13 tháng 3, 50.000 lính Việt Minh bắt đầu cuộc tấn công của họ trên Điện Biên Phủ, phá hủy đường băng với pháo binh. Ngày 1 tháng 5, với sự bao vây tại Điện Biên Phủ, Pháp muốn Mỹ can thiệp quân sự nhưng bị từ chối. Ngày 7 tháng 5, Điện Biên Phủ thất thủ, hơn 10.000 quân Pháp ra hàng, 8.000 lính Việt Minh và 1.500 lính Pháp thiệt mạng. Tù nhân Pháp bị bắt hành quân đến các trại tù binh với quãng đường 700 km một nửa chết trên đường đi hoặc trong các trại. Ngày 8 tháng 5, Hội nghị Geneva bắt đầu, với sự tham dự bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Việt Minh và Chính phủ Bảo Đại. Ngày 7 tháng 7, Ngô Đình Diệm được chọn làm Thủ tướng Quốc gia Việt Nam. Ngày 20 tháng 7, Hiệp định Geneva chia Việt Nam tại Vĩ tuyến 17, Hoa Kỳ và Nam Việt Nam cả hai từ chối ký. Tháng 8, cuộc di cư gần một triệu người dân Việt Nam từ miền Bắc vào miền Nam. Ngày 8 tháng 9, Liên minh SEATO được lập ra nhằm mục đích ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản. Ngày 10 tháng 10, Pháp rút quân khỏi Hà Nội, Việt Minh tiếp quản thủ đô Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đăng ký kênh để xem các nội dung khác về lịch sử Việt Nam. Cố vấn quân sự Mỹ đến ở miền Nam Việt Nam. Lầu Nam Góc bắt đầu cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp vào Sài Gòn. Cố vấn quân sự Mỹ bắt đầu huấn luyện quân đội miền Nam Việt Nam. Ngày 19 tháng 2, Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á. SEATO có hiệu lực. Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á được thành lập với mục đích ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản tại châu Á. Tuy nhiên do chia rẽ nội bộ nên tổ chức này không có biện pháp thi hành hữu hiệu hành động phòng vệ, không thể can thiệp trong nội chiến Lào và chiến tranh Việt Nam. Ngày 29 tháng 3, quân đội Bình Xuyên đã cố gắng để bắt đầu một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại Ngô Đình Diệm, các cuộc nổi dậy bị đàn áp bởi quân đội của Diệm. Ngày 16 tháng 5, toàn bộ lính Pháp cuối cùng rút khỏi Cát Bà, Hải Phòng. Mỹ cam kết sẽ cung cấp viện trợ quân sự cho Campuchia. Ngày 22 tháng 5, Pháp rút khỏi đảo Cát Bà, miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng. Ngày mùng 7 tháng 7, trên một chuyến thăm chính thức Bắc Kinh, Hồ Chí Minh được cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự với 200 triệu đô. Ngày 18 tháng 7, lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev hứa hẹn viện trợ 100 triệu đô trong quân sự và viện trợ kinh tế cho Bắc Việt Nam. Ngày 20 tháng 7, Miền Nam Việt Nam từ chối tham tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam theo hiệp định Geneva, Sài Gòn khẳng định rằng nó không thể tin tưởng vào Bắc Việt để tham gia vào cuộc bầu cử công bằng. Ngày 23 tháng 10, trưng cầu dân ý tại miền Nam Việt Nam, Ngô Đình Diệm vượt qua Bảo Đại và trở thành tổng thống. Ngày 26 tháng 10, Việt Nam Cộng hòa tuyên bố thành lập, được Hoa Kỳ và các nước khác trong đó có Pháp, Anh, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc công nhận, đệ nhất cộng hòa bắt đầu. Tháng 12 Ngô Đình Diệm bị chỉ trích vì chiếm đoạt đất đai của nông dân Phật giáo và đưa nó cho người Công giáo Việt Nam. Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại miền Bắc Việt Nam, quan hệ ngoại giao giữa Washington và Hà Nội kết thúc. Năm 1956, tháng 1, Ngô Đình Diệm ra lệnh cho một chiến dịch truy lùng Việt Minh ở vùng nông thôn, nhiều người trong số họ bị giết, hay còn gọi là chiến dịch tố cộng. Tháng 2, miền Bắc Việt Nam tuyên bố các sai lầm trong cải cách ruộng đất. Tháng 4, Quân đội Pháp rời khỏi miền Nam Việt Nam, các cố vấn quân sự Mỹ đào tạo toàn bộ quân đội miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ hỗ trợ quân sự và nhóm tư vấn được thành lập. Tháng 7, hạn chót cho cuộc bầu cử để thống nhất của Việt Nam, theo quy định của hiệp định Geneva, ngày mùng 6 tháng 7, Phó Tổng thống Mỹ Richard Nixon thăm Việt Nam Cộng hòa. Năm 1957. Ngày mùng 3 tháng 1, Ủy ban Kiểm soát Quốc tế, ICC báo cáo rằng cả hai miền Bắc và miền Nam Việt Nam đã không tuân thủ các điều khoản của Hiệp ước Đình Chiến năm 1954. Ngày mùng 5 tháng 5, Ngô Đình Diệm bắt đầu chuyến thăm hai tuần đến Mỹ. Ngày mùng 9 tháng 5, Ngô Đình Diệm giải quyết một phiên họp chung của Quốc hội Mỹ. Ngày 29 tháng 7, Mỹ mở lãnh sự quán tại Huế. Ngày mùng 2 tháng 9, Ngô Đình Diệm đến thăm Australia. Ngày 29 tháng 10, trụ sở Sài Gòn của nhóm huấn luyện quân sự Hoa Kỳ bị ném bom tổng cộng có 37 nhân viên quân sự và dân sự đều bị thương. Năm 1958, tháng 6, Việt Minh tổ chức tại miền Nam Việt Nam bắt đầu tổ chức quân du kích và các bạn ở đồng bằng sông Cửu Long. Tháng 12, Cơ quan Tình báo Trung ương, CIA, biết rằng chính phủ tại Hà Nội đã quyết định về chiến tranh công khai chống lại chính quyền miền Nam Việt Nam. Năm 1959, ngày mùng 1 tháng 5, lính thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa, VNCH, khởi động hoạt động lớn đầu tiên của họ chống lại Việt Cộng ở An Xuyên và Vĩnh Bình. Tháng 5, Mỹ gửi cố vấn quân sự bổ sung, theo yêu cầu của chính phủ miền Nam Việt Nam. Tháng 5, các lực lượng Bắc Việt bắt đầu xây dựng một tuyến đường cung cấp qua Lào và Campuchia tới miền Nam Việt Nam trong nỗ lực hỗ trợ các cuộc tấn công du kích chống lại chính phủ Ngô Đình Diệm ở phía Nam. Tuyến đường này được gọi là đường Mòn Hồ Chí Minh và được mở rộng và tăng cường trong chiến tranh Việt Nam. Tháng 7, 4.000 du kích Việt Minh ban đầu vào ở miền Nam được gửi từ miền Bắc Việt Nam. Ngày 11 tháng 7, hai cố vấn quân sự Mỹ bị giết bởi quân du kích Việt Cộng gần Biên Hòa, Major Dale Booth và Trung sĩ Chester O'Nan là những trường hợp tử vong đầu tiên của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để xem phần tiếp theo của lịch sử chiến tranh Việt Nam. Năm 1960 tháng 4, Bắc Việt Nam áp đặt nghĩa vụ quân sự vô thời hạn cho tất cả các thanh niên trưởng thành. 18 trí thức miền Nam Việt Nam ký vào một bản kiến nghị chỉ trích tham nhũng và gia đình trị của chế độ Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm đáp lại điều này bằng cách đóng cửa một số tờ báo đối lập và bắt giữ các nhà báo. Và trí thức, ngày mùng 4 tháng 5, Mỹ tăng gấp đôi các cố vấn quân sự của mình tại Việt Nam. Tháng 9, Hồ Chí Minh với tình trạng sức khỏe không tốt, được thay thế bởi Lê Duẩn người đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền ở Bắc Việt. Ngày mùng 8 tháng 11, John Kennedy được bầu làm Tổng thống của Hoa Kỳ. Ngày 12 tháng 11, Đại tá Nguyễn Chánh Thi tổ chức cuộc đảo chính chống Ngô Đình Diệm, nhưng bị đánh bại bởi quân đội trung thành với Diệm. Hàng chục người bị giết trong cuộc chiến. Ngày 20 tháng 12, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập, còn được gọi là Việt Cộng. Tháng 12, câu lạc bộ gôn Sài Gòn bị đánh bom. Phía Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam nói đã tiêu diệt hàng loạt cố vấn Mỹ và chư hầu. Năm 1961, ngày mùng 6 tháng 1, Lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev hứa hẹn hỗ trợ cho cuộc chiến tranh giải phóng trên toàn thế giới. Ngày 20 tháng 1, John Kennedy trở thành tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ. Ngày 28 tháng 1, Kennedy lập kế hoạch để chống lại chống nổi dậy tại Việt Nam bằng cách tăng đào tạo và hỗ trợ quân đội Mỹ. Ngày 15 tháng 2, các lực lượng vũ trang cách mạng thống nhất thành Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày 23 tháng 3, một máy bay Mỹ bị bắn hạ bởi quân nổi dậy trong khi bay một nhiệm vụ trinh sát trên Lào. Ngày 28 tháng 3, Tổng thống Kennedy nghe một báo cáo tình báo chỉ trích về sự thiếu hiệu quả của chính phủ diệm và cuộc nổi dậy cộng sản ngày càng tăng ở miền Nam Việt Nam. Ngày mùng 9 tháng 4, Ngô Đình Diệm được tái đắc cử chức tổng thống miền Nam Việt Nam, chiến thắng 89% số phiếu. Ngày 29 tháng 4, tổng thống Kennedy cho 100 cố vấn quân sự gửi đến miền Nam Việt Nam. Ngày mùng 5 tháng 5, tại một cuộc họp báo, John Kennedy nói với các phóng viên rằng nếu tình hình không cải thiện, Mỹ có thể triển khai quân chiến đấu ở miền Nam Việt Nam. Ngày 11 tháng 5, Phó Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson làm cho một chuyến thăm chính thức tới Nam Việt Nam. Lyndon Johnson gặp Ngô Đình Diệm và hứa hẹn viện trợ quân sự bổ sung. Tháng 5, John Kennedy gửi trực thăng và 400 lính mũ nổi xanh đến Nam Việt Nam và cho phép hoạt động bí mật chống lại Việt Cộng. Ngày 12 tháng 6, lãnh đạo Bắc Việt Phạm Văn Đồng gặp Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai tại Bắc Kinh. Cả hai chỉ trích Mỹ can thiệp vào Việt Nam. Ngày mùng 1 tháng 9, du kích Việt Cộng tổ chức hơn 40 cuộc tấn công tại các vị trí của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong tỉnh Con Tum. Ngày mùng 1 tháng 10, một cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á, SEATO, Hoa Kỳ sẵn sàng để triển khai quân đội tại Việt Nam nếu nó trở nên cần thiết. Ngày 11 tháng 10, Tổng thống Kennedy được thông báo rằng Mỹ sẽ cần phải triển khai 40.000 binh sĩ chiến đấu để đánh bại Việt Cộng và 120.000 binh sĩ khác mới chịu được một cuộc xâm lược miền Nam Việt Nam. Ngày 16 tháng 11, Kennedy đồng ý cung cấp miền Nam Việt Nam với nhiều máy bay trực thăng và các cố vấn quân sự, nhưng từ chối cam kết triển khai quân chiến đấu tại Việt Nam. Ngày 11 tháng 12, khoảng 400 cố vấn Mỹ đến Nam Việt Nam. Ngày 22 tháng 12, James David bị giết khi dẫn đầu một cuộc tấn công của Việt Nam Cộng Hòa gần cầu sáng. Ông là lính Mỹ đầu tiên chết khi chiến đấu tại Việt Nam. Năm 1962, tháng 1, trong chiến dịch Grand Hand, máy bay của Mỹ bắt đầu phun chất da cam và các chất diệt cỏ khác trên các vùng nông thôn của miền Nam Việt Nam để giết thảm thực vật có thể cung cấp thức ăn và nơi ẩn náu của lực lượng du kích. Ngày 20 tháng 1, Cố vấn quân sự Mỹ ở Việt Nam có thẩm quyền tham gia cùng quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu. Ngày mùng 3 tháng 2, Ngô Đình Diệm ký xác lệnh chính thức phê duyệt chương trình ấp chiến lược. Ngày 24 tháng 2, Đài Phát thanh Nhà nước Trung Quốc tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc chiến tranh không tuyên bố tại Việt Nam. Ngày 27 tháng 2, vụ đánh bom dinh độc lập do hai phi công thuộc Không quân Việt Nam Cộng hòa thực hiện nhằm ám sát Ngô Đình Diệm nhưng không thành. Ngày 22 tháng 3, quân lực Việt Nam Cộng hòa bắt đầu tấn công các vị trí Việt Cộng tại Bình Dương. Ngày 15 tháng 5, Tổng thống Kennedy gửi 5.000 lính Mỹ vào Thái Lan để ngăn chặn quân nổi dậy Cộng sản qua biên giới Lào Thái. Ngày 20 tháng 5, Việt Cộng cho đánh bom tại khách sạn Hương Đạo làm bị thương 8 người Việt và 3 người Mỹ. Ngày 23 tháng 7, 14 quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô Nga và Bắc và Nam Việt Nam, ký một thỏa thuận về tính trung lập của Lào. Tháng 8, Cố vấn quân sự Úc đến Nam Việt Nam. Ngày 26 tháng 10, Việt Cộng dùng lựu đạn làm nổ tung khu vực triển lãm quân sự tại công trường Lam Sơn tại Sài Gòn phá hủy chiếc trực thăng UH-1A đang được trưng bày và làm chết một số cảnh sát và một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1963, ngày mùng 2 tháng 1, tại ấp Bắc, một ngôi làng ở đồng bằng sông Cửu Long ở phía nam Sài Gòn, lực lượng 2.500 quân lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị đánh bại bởi Việt Cộng. Trận chiến này nhấn mạnh sử dụng các chiến thuật du kích, cũng như các vấn đề và điểm yếu trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 25 tháng 3, Việt Cộng đã gắn một quả mìn hẹn giờ vào chiếc máy bay Boeing 707 của quân đội Mỹ chở 80 cố vấn Mỹ từ Sài Gòn bay đến Mỹ. Chiếc máy bay vừa đáp xuống phi trường Honolulu thì mìn phát nổ nhưng không làm ai bị thương vong vì tất cả hành khách đã di chuyển vào nhà ga sân bay. Nguyên nhân mìn phát nổ chậm là do áp suất trên cao làm đồng hồ hẹn giờ của quả mìn thay đổi. Tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara đặt ra một thời gian biểu rút quân nhân Mỹ từ Việt Nam khi nhận thấy tình hình Việt Nam đang khả quan. Ngày mùng 2 tháng 5, Nguyễn Văn Trỗi đặt bom trên cầu Công Lý dự định ám sát Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ McNamara nhưng không thành. Ngày mùng 3 tháng 6, các cuộc biểu tình Phật giáo nổ ra ở Huế để đáp ứng với các chính sách đàn áp của chính phủ Diệm. Chính phủ phản ứng bằng cách áp đặt thiết quân luật. Ngày 11 tháng 6, nhà sư Phật giáo Thích Quảng Đức tự thiêu ở trung tâm Sài Gòn. Ông thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu và nhấn mạnh sự thiếu tự do tôn giáo tại của Diệm tại miền Nam Việt Nam. Ngày 27 tháng 6, Kennedy bổ nhiệm Henry Cabot Lodge là đại sứ Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Ngày 17 tháng 7, một cuộc biểu tình của khoảng 1.000 Phật tử biến thành bạo lực và khống chế bởi cảnh sát của Diệm. Ngày 21 tháng 8, Ngô Đình Nhu ra lệnh cho quân đội đột kích chùa xá lợi và các cơ sở Phật giáo khác tại miền Nam. Khoảng 1.400 nhà sư bị bắt giữ, nhiều người bị thủ tiêu. Ngày mùng 2 tháng 9, John Kennedy xuất hiện trên truyền hình Mỹ. Ông cam kết ủng hộ cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Ngày 21 tháng 9, Kennedy gửi Robert McNamara và Maxwell Taylor để điều tra tình hình ở miền Nam Việt Nam. Ngày 11 tháng 10, sau khi xem xét báo cáo của McNamara và Taylor, Kennedy ký biên bản an ninh quốc gia hành động ghi nhớ 263, có kế hoạch chuyển giao trách nhiệm an ninh tại miền Nam Việt Nam cho Việt Nam Cộng Hòa, cho phép việc rút 1.000 nhân viên quân sự Mỹ trong vòng 3 tháng và phần lớn của Mỹ quân vào cuối năm 1965. Ngày 31 tháng 10, tướng Dương Văn Minh với sự hỗ trợ của CIA tổ chức một cuộc đảo chính quân sự nhằm loại bỏ Ngô Đình Diệm. Ngay mùng 1 tháng 11, quân lực Việt Nam Cộng Hòa thực hiện đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bị sát hại, hội đồng quân nhân cách mạng do Dương Văn Minh đứng đầu nắm quyền, khủng hoảng chính trị bắt đầu. Ngày 15 tháng 11, một quan chức Mỹ ở Sài Gòn báo cáo rằng 1.000 nhân viên quân sự Mỹ sẽ rút về nước bắt đầu từ ngày 8 tháng 12. Ngày 22 tháng 11, John Kennedy Kennedy bị ám sát tại Dallas bởi một tay súng tên là Lee Harvey Oswald. Lyndon Johnson được tuyên thệ nhậm chức Tổng thống trong khi bay trở về Washington. Ngày 26 tháng 11, 4 ngày sau vụ ám sát Kennedy, Johnson ký biên bản an ninh quốc gia hành động ghi nhớ 273, ngưng việc rút nhân viên quân sự Mỹ về nước, được nêu trong bản ghi nhớ 263, ngày 11 tháng 10, năm 1964, ngày 30 tháng 1, Nguyễn Khánh đảo chính lật đổ chính quyền của Dương Văn Minh, ngày 9 tháng 2, khán đài một sân vận động bị gài bom khi lính Mỹ đang xem đấu bóng, khiến hai sĩ quan Mỹ thiệt mạng và 41 người khác bị thương, ngày 16 tháng 2, Sạp hát Kinh Đô bị đánh bom khi đang chiếu phim cho lính Mỹ làm ba người Mỹ chết và hơn 32 người bị thương. Phía mặt trận dân tộc giải phóng nói có hơn 150 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ này ngày mùng 2 tháng 5. Chiến hạm USS các neo đậu ở cảng Sài Gòn bị người nhái đặt mìn làm bị chìm. Nhiều máy bay trực thăng cùng khí tài quân sự bị phá hủy. Phía Mỹ nói có 5 thủy thủ trên tàu thiệt mạng. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tuyên bố 55 lính Mỹ chết và bị thương. Ngày 18 tháng 6, mặt trận dân tộc giải phóng tấn công một đoàn hộ vệ quân đội gần bến cát, Bắc Sài Gòn ngày 6 tháng 7. Qua Kevin Conway trở thành quân nhân Úc đầu tiên tử vong tại Việt Nam. Ngày mùng 2 tháng 8, sự kiện Vịnh Bắc Bộ, khi tàu hải quân nhân dân Việt Nam được cho là đã tấn công tàu khu trục USS Maddox của Mỹ, Washington tuyên bố đây là một hành động gây hấn vô cớ. Ngày mùng 5 tháng 8, để trả đũa sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ thực hiện chiến dịch Pierce mũi tên xuyên, bắt đầu thời kỳ ném bom miền Bắc. Tổng thống Johnson kêu gọi không kích vào các căn cứ tuần tra của Bắc Việt. Hai máy bay của Hoa Kỳ bị bắn hạ và một phi công Hoa Kỳ Everett Alvarez Jr., trở thành phi công đầu tiên của Hoa Kỳ bị Bắc Việt bắt, ngày 10 tháng 8, cuộc tấn công ở Vịnh Bắc Bộ thúc đẩy Quốc hội thông qua nghị quyết Vịnh Bắc Bộ, cho phép tổng thống thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng vũ trang chống lại bất kỳ kẻ xâm lược nào trong cuộc chiến tại Việt Nam. Ngày 25 tháng 8, khách sạn Caravel bị đặt bom làm sập nhiều tầng. Phía mặt trận dân tộc giải phóng nói có hơn 100 lính và sĩ quan Mỹ bị chết và bị thương. Tháng 10, Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử báo hiệu đến nó như là một cường quốc hạt nhân. Ngày 31 tháng 10, sân bay Biên Hòa bị pháo kích, 5 chiếc B-57 Canberra bị phá hủy, 15 chiếc B-57 khác hư hại nặng, 4 trực thăng và 3 chiếc A-1 Sky Raiders cũng bị phá hủy, 5 lính Mỹ chết và 76 lính khác bị thương ngày mùng 3 tháng 11. Lyndon Johnson được đắc cử Tổng thống Mỹ. Tháng 11, Bộ Chính trị Liên Xô tăng cường hỗ trợ cho Bắc Việt, gửi máy bay, pháo binh, đạn dược, vũ khí nhỏ, radar, hệ thống phòng không thực phẩm và dụng cụ y tế. Trong khi đó, Trung Quốc cử một số quân kỹ thuật vào Bắc Việt để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng quốc phòng quan trọng. Ngày 18 tháng 12, chính phủ Úc cung cấp để gửi lực lượng bộ binh và các cố vấn bổ sung cho Việt Nam. Ngày 19 tháng 12, các cuộc biểu tình phối hợp đầu tiên chống lại cuộc chiến tranh Việt Nam nhìn thấy các cuộc biểu tình ở một số thành phố ở Mỹ, bao gồm New York, San Francisco, Philadelphia, Chicago, Washington và Boston. Ngày 24 tháng 12, vụ đánh bom cư xá Brinks ở Sài Gòn, nơi Bộ Chỉ huy Viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam thuê làm nơi trọ cho nhiều sĩ quan cao cấp Mỹ. Vụ đánh bom được thực hiện bởi một thành viên mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đóng giả làm sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Bom được đưa vào gara của cư xá và cho phát nổ làm sập 3 tầng của tòa nhà, làm chết hai sĩ quan Mỹ và làm 107 người khác bị thương. Ngày 28 tháng 12, Trận Bình Giã, một thị trấn bên ngoài Sài Gòn, Việt Cộng tung ra một cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của chiến tranh Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1969. Năm 1965, ngày 8 tháng 1, Hàn Quốc đồng ý để gửi 2.000 cố vấn quân sự đến miền Nam Việt Nam để hỗ trợ các chương trình đào tạo của Mỹ. Ngày 13 tháng 1, không quân Hoa Kỳ thông báo rằng hai trong số máy bay phản lực của nó đã bị bắn hạ ở Lào bởi quân nổi dậy Cộng sản. Ngày 3 tháng 2, Cố vấn An ninh Quốc gia McGeogh ban đi thăm miền Nam Việt Nam, sau đó ông cung cấp Tổng thống Johnson một báo cáo bi quan về tình hình ở đó. Ngày 7 tháng 2, căn cứ quân sự Mỹ tại Pleiku bị tấn công làm 8 lính Mỹ thiệt mạng, 104 lính Mỹ bị thương. Sự kiện này được tổng thống Johnson lấy lý do để leo thang ném bom miền Bắc trong chiến dịch Rolling Thunder hay còn gọi là Sấm rền. Ngày 10 tháng 2, một quả bom Việt Cộng giết chết 23 quân nhân Mỹ trong quy y Nhơn, miền Trung Việt Nam, người Mỹ phản đối các cuộc không kích. Ngày 13 tháng 2, chiến dịch Fleming đáp một loạt các vụ đánh bom Mỹ chạy chống lại các căn cứ Bắc Việt để trả đũa cho các cuộc tấn công của Việt Cộng. Ngày 15 tháng 2, Chính phủ Cộng sản ở Bắc Kinh hứa hẹn sẽ trở thành tham gia vào cuộc chiến nếu quân đội Mỹ xâm lược miền Bắc Việt Nam. Ngày 18 tháng 2, quân đội miền Nam Việt Nam tiến hành đảo chính chống lại tướng Nguyễn Khánh. Ngày 25 tháng 2, các bên tham chiến thảo luận về một thỏa thuận hòa bình, Bắc Việt Nam cho biết sẽ đàm phán hòa bình chỉ khi quân đội Mỹ đang rút khỏi miền Nam Việt Nam, Sài Gòn từ chối đàm phán với Hà Nội cho đến khi nó đã ngừng cung cấp Việt Cộng ở Nam Việt Nam ngày 2 tháng 3, bắt đầu tiến hành chiến dịch Rolling Thunder, sấm rền, một chiến dịch duy trì ném bom của Mỹ xuống Bắc Việt Nam. Ngày 6 tháng 3, hai tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ đến Việt Nam gần Đà Nẵng, hơn tiếp tục đến trong vòng 48 giờ tới, nâng tổng số lính thủy đánh bộ Mỹ ở Việt Nam đến 5.000, đánh dấu sự tham gia chiến đấu của lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Ngày 9 tháng 3, Tổng thống Johnson ký lệnh cho phép việc sử dụng bom Napalm tại Việt Nam. Ngày 30 tháng 3, vụ đánh bom tòa sứ quán Mỹ tại đường Hàm Nghi, 22 người trong đó có 19 người Việt, 2 nhân viên Mỹ và một người Philippines bị thiệt mạng, 83 người khác bị thương, trong đó có Phó Đại sứ Mỹ A. Johnson, phía mặt trận dân tộc giải phóng tuyên bố đã thiêu dụi 30 xe ô tô, làm 100 nhân viên Mỹ chết và bị thương. Ngày 8 tháng 6, tàu SMAS Sydney đến tại Đà Nẵng, mang theo một đội ngũ lớn các binh sĩ Úc. Ngày 10 tháng 6, trận đồng xoài kết thúc vào ngày 22 tháng 7, chiến dịch đồng xoài kết thúc với thắng lợi của quân Việt Cộng. Việt Cộng tuyên bố đã tiêu diệt 4 tiểu đoàn chủ lực, 24 đại đội bảo an và biệt kích, 6 chi đội cơ giới, 4 phân đội kỹ thuật, loại khỏi chiến đấu gần 4.500 quân địch, bắn rơi 34 máy bay, phá hủy 60 xe quân sự, 6 đầu máy và 12 toa xe lửa, thu và phá hủy hơn 2.000 súng các loại, giải phóng hơn 5 vạn dân hai tỉnh Bình Long và Phước Long, khai thông cửa khẩu biên giới sang Campuchia, nối liền hành lang chiến lược từ miền Bắc qua đường Trường Sơn vào miền Đông Nam Bộ, cùng với các trận bình giã, trận ba gia, thắng lợi của chiến dịch đồng xoài góp phần làm thất bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam. Ngày 12 tháng 6, Ủy ban lãnh đạo quốc gia Việt Nam Cộng Hòa được thành lập. Ngày 25 tháng 6, vụ đánh bom nhà hàng nổi Mỹ cảnh trên sông Sài Gòn, nơi lính Mỹ tới ăn tiệc, làm hơn 40 người thiệt mạng, trong đó có 9 người Mỹ và làm hơn 50 người bị thương. Ngày 27 tháng 6, Mỹ khởi động những cuộc tấn công mặt đất đầu tiên của họ vào lãnh thổ Việt Cộng chiếm giữ phía Bắc Sài Gòn. Ngày 1 tháng 7, sân bay Biên Hòa bị Việt Cộng tấn công, 3 máy bay vận tải cỡ lớn C-130, 3 máy bay F-102 bị phá hủy, 3 chiếc F-102 khác bị hư hại nặng, một đặc công tử trận. Ngày 2 tháng 7, Mỹ ném bom Nam Định, thành phố lớn thứ ba miền Bắc, bắt đầu cuộc leo thang dữ dội ra ngoài vĩ tuyến 20. Ngày 18 tháng 8, Tổng Nha Cảnh sát bị đánh bom làm 6 người chết và 15 người bị thương. Tháng 8, phía nam thành phố Đà Nẵng, một cuộc tấn công của Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa được gọi là chiến dịch Starlight gây nặng thương vong của Việt Cộng. Ngày 4 tháng 10, sân vận động Cộng Hòa bị đặt bom khi lính Mỹ tổ chức sự kiện trưng bày, làm 11 người thiệt mạng, 42 người khác bị thương, phía mặt trận dân tộc giải phóng tuyên bố diệt và làm bị thương 49 lính Việt Nam Cộng Hòa. 15 tháng 10, một loạt các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam diễn ra tại một số thành phố trên thế giới như London, Rome, Bruxelles và Stockholm. Ngày 2 tháng 11, người biểu tình chống chiến tranh Norman Morrison, 32 tuổi, tự sát bên ngoài lầu năm góc. Norman Morrison là một tín hữu Quaker, là một người yêu hòa bình đã tự thiêu để phản đối chiến tranh Việt Nam. Trong phong bì để lại cho người vợ trước khi tự thiêu, Norman Morrison viết, An yêu quý, đừng chỉ trích anh, đã nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng anh chỉ cầu nguyện được thấy điều anh phải làm. Sáng nay, thật tình cờ anh đã thấy nó, rõ ràng như điều anh biết vào đêm thứ sáu, tháng 8 năm 1955 rằng em sẽ trở thành vợ anh. Hãy hiểu rằng anh yêu các con, nhưng phải hành động vì những đứa trẻ trong ngôi làng của vị linh mục. Vợ của Morrison và hai người con gái đã tới Việt Nam vào năm 1999 và họ đã gặp nhà thơ Tố Hữu, người đã sáng tác bài thơ Emily. Con ơi, Emily là tên con gái của Morrison. Trước khi chết anh đã bế con, khi đó mới được một tuổi đặt trước cửa Bộ Quốc phòng Mỹ trước khi anh tự thiêu. Ngày 14 tháng 11, trận La Drang gần 300 lính Mỹ bị giết và hàng trăm người bị thương trong cuộc đụng độ đầu tiên giữa lính Mỹ và quân Bắc Việt. Tháng 12, Tổng thống Johnson ra lệnh tạm dừng trong vụ đánh bom chống lại Bắc Việt Nam, khuyến khích các cuộc đàm phán. Ngày 4 tháng 12, vụ đánh bom khách sạn Metropole tại Sài Gòn, Ngày 30 tháng 12, ký giả từ chung của tờ chính luận bị Việt Cộng ám sát khi về nhà ăn trưa. Trước đó ký giả này đã đăng tải những lời đe dọa mà ông ta đã nhận được từ phía mặt trận dân tộc giải phóng. Năm 1966, ngày 7 tháng 1, một quả mìn Claymore phát nổ tại cổng sân bay Tân Sơn nhất làm hai người chết. Ngày 8 tháng 1, chiến dịch Cream, một hoạt động chung Mỹ-Úc ở Sài Gòn, tấn công một mạng lưới đường hầm của Việt Cộng ở Củ Chi. Kết chiến dịch cái bẫy bắt hồ giờ Cream, lính Úc có 8 chết và 28 bị thương lính Mỹ có 14 chết và 76 bị thương. Theo báo cáo quân Mỹ, quân giải phóng có 128 tử trận chưa kể số lớn bị chết khi bị phá hầm, 92 người bị bắt và 504 người tình nghi bị bắt. Lính công binh Úc đã tiếp tục phát triển kỹ thuật dò tìm và phá công sự ngầm. Sau này lính Mỹ đã duy trì và phát triển đội quân chuyên xâm nhập, do tìm và phá hầm là đội quân lính chuột cống Tunorat. Ngày 28 tháng 1, chiến dịch Master trên White Wing tại Bồng Sơn, An Lão, Bình Định là một chiến dịch có sự phối hợp giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa quân đội Đại Hàn Dân Quốc và quân đội Hoa Kỳ. Phía Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt được sư đoàn 3 của Liên minh Quân đội Nhân dân Việt Nam quân giải phóng miền Nam Việt Nam, nhưng thực tế không lâu sau đó, sư đoàn này đã tái xuất hiện trên chiến trường. Cũng trong chiến dịch này đã diễn ra các vụ thảm sát ở Tây Vinh và Gò Dài do lính Hàn Quốc thực hiện. Ngày 3 tháng 7, hơn 4.000 người biểu tình thể hiện bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại London dẫn đến ẩu đả và bắt giữ. Tháng 3, khủng hoảng Phật giáo tại miền Nam Việt Nam. Ngày 1 tháng 4, vụ đánh bom khách sạn Victoria tại Sài Gòn. Ngày 13 tháng 4, sân bay Tân Sơn Nhất bị tấn công, có 120 nhân viên quân sự của Mỹ bị thương vong, 62 máy bay các loại bị bắn hỏng. Tháng 6, các máy bay của Mỹ tấn công các mục tiêu tấn công ở Hà Nội và Hải Phòng. Ngày 18 tháng 8, trận Long Tân giữa lực lượng Úc 17 người chết và Việt Cộng 245 người chết tại một khu rừng cao su gần xã Long Tân, tỉnh Phước Tuy, nay là xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa. Vũng Tàu. Đây là lần duy nhất trong toàn cuộc chiến quân đội Úc đơn phương đối đầu với quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Trận chiến này quân đội Úc sử dụng ưu thế hỏa lực, lại được xe tăng và máy bay điểm trợ khiến quân giải phóng bị thiệt hại nhiều. Ngày 23 tháng 8, tàu USS Baton Rouge Victory bị đặt mìn và chìm trên sông lòng tàu làm chết 7 lính Mỹ. Tháng 9, bầu cử quốc hội lập hiến Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 14 tháng 9, chiến dịch Atoboro tại phía Tây Bắc dầu tiếng, chiến dịch Atoboro là một chiến dịch của quân lực Việt Nam Cộng hòa và quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam nhằm vào chiến khu Dương Minh Châu của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Kết quả, Việt Cộng đã tránh giao chiến trực diện với quân Mỹ và chiến dịch đã không tiêu diệt được các cơ sở chính trị của Việt Cộng tại Tây Ninh ngày 3 tháng 12, một đơn vị mặt trận dân tộc giải phóng phá thủng chu vi phòng thủ 20,8 cây số xung quanh căn cứ không quân Tân Sơn Nhất và pháo kích khu vực trong 4 giờ. Lực lượng bảo vệ Mỹ và Việt Nam Cộng hòa sau đó đã đẩy lui những người tấn công, tuyên bố giết chết 18 quân mặt trận dân tộc giải phóng, một máy bay trinh sát 101 của Mỹ bị hư hại nặng, quân du kích quay lại trong đêm cùng ngày, nhưng lực lượng bảo vệ lần nữa đẩy lui quân du kích, giết thêm 11 quân mặt trận dân tộc giải phóng trong trận thứ nhì. Trong hai trận này, quân Mỹ tổn thất 3 chết và 15 bị thương, quân Việt Nam Cộng hòa chết 3 và bị thương 4, 20 máy bay Mỹ các loại bị phá hỏng. Năm 1967, ngày 8 tháng 1, lực lượng Mỹ khởi động chiến dịch Cedar Falls, một nỗ lực ngăn chặn hoạt động của Việt Cộng ở Củ Chi. Ngày 13 tháng 1, Việt Cộng đã pháo liên tiếp bằng một khẩu pháo vào khuôn viên sở chỉ huy của tướng William Westmoreland. Ngày 22 tháng 2, chiến dịch Junction City tại chiến khu C Tây Ninh là một chiến dịch kéo dài 53 ngày của quân đội Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng hòa nhắm vào các căn cứ của lực lượng mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ở chiến khu C tức vùng lò gò sa mát ngày nay. Kết quả quân Việt Nam Cộng hòa và Mỹ thiệt hại 282 chết, 1560 bị thương ba xe tăng, 21 xe thiết giáp, 5 khẩu pháo, 11 xe tải bị phá hủy 54 xe tăng, 86 xe thiết giáp, 6 pháo, 17 xe tải bị hư hỏng quân Việt Cộng khoảng 2.728 chết nhưng thực tế quân Mỹ chỉ thu được 591 vũ khí. Tháng 2, máy bay của Mỹ tấn công cảng Hải Phòng và phi trường Bắc Việt. Ngày 27 tháng 2, sân bay Đà Nẵng bị pháo kích phía Việt Cộng tuyên bố phá hủy 112 máy bay, 270 xe quân sự và khiến 1.685 lính Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ công bố chỉ 150 lính Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương, 7 kho bị phá hủy, 13 máy bay bị bắn cháy và 2 xe liên lạc với thiết bị điện tử bí mật bị bắn cháy. Số lượng thương vong của Việt Nam Cộng Hòa không có tài liệu của Hoa Kỳ thông báo. Tháng 3, hàng viện trợ của Mỹ đến Nam Việt Nam tăng lên 700 triệu đô mỗi năm. Ngày 18 tháng 3, Quốc hội lập Hiến Việt Nam Cộng Hòa thông qua Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 4 tháng 4, Martin Luther kinh chống lại cuộc chiến tranh Việt Nam ở New York. Tháng 7, một báo cáo tuyên bố rằng có 464.000 lính Mỹ ở Việt Nam. Ngày 15 tháng 7, sân bay Đà Nẵng bị pháo kích, Hoa Kỳ tuyên bố 8 lính Mỹ thiệt mạng, 175 lính khác bị thương, một kho bom bị phá hủy, 10 máy bay bị phá hủy và 49 máy bay khác bị bắn cháy. Ngày 3 tháng 9, Nguyễn Văn Thiệu được bầu làm Tổng thống của Nam Việt Nam, Nguyễn Cao Kỳ làm Phó Tổng thống, bắt đầu đệ nhị Cộng Hòa. Ngày 19 tháng 9, vụ đánh bom Tòa Đại sứ Trung Hoa Dân Quốc tại Sài Gòn. Tháng 11, trong trận Đắc Tô, lực lượng Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa chống lại cuộc tấn công của Việt Cộng tại Tây Nguyên, lực lượng Hoa Kỳ có khoảng 1.800 lính thương vong. Tháng 12, số quân Mỹ tại Việt Nam đạt gần 487.000 nam giới, Ngày 5 tháng 12, thảm sát Đắc Sơn, Đắc Sơn nằm dưới chân một vùng đồi núi cách biên giới Campuchia khoảng 50 km. Cuộc tê thảm sát người thượng được Mỹ cho là do mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam gây ra. Hai tiểu đoàn quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã bao vây làng Đắc Sơn, nơi có 2.000 người thượng và khu trại đóng quân của khoảng một đại đội lính Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì họ cho là làng này chống cộng và đã giúp đỡ cho những người tị nạn trốn khỏi các khu vực do người Cộng sản kiểm soát. Năm 1968, ngày 1 tháng 1, số lượng lính thủy đánh bộ Mỹ được triển khai tại Việt Nam đạt hơn 81.000. Ngày 15 tháng 1, hàng ngàn phụ nữ dẫn đầu bởi Jeanette Rankin, cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam ở Washington DC. Ngày 16 tháng 1, một đại diện của chính phủ Bắc Việt thông báo rằng Hà Nội sẽ không xem xét các cuộc đàm phán hòa bình cho đến khi Mỹ chấm dứt ném bom của miền Bắc. Ngày 20 tháng 1, quân đội Bắc Việt tấn công vào căn cứ Mỹ tại Khe Sanh. Ngày 30 tháng 1, Việt Cộng và quân đội Bắc Việt khởi động Tết Mậu Thân đợt 1. Ngày 31 tháng 1, cuộc tấn công Tết Mậu Thân bắt đầu, bao gồm một cuộc tấn công kết hợp của Việt Cộng và quân đội Bắc Việt. Các cuộc tấn công được tiến hành tại hơn 100 thành phố và tiền đồn trên khắp miền Nam, bao gồm Huế và Sài Gòn, đại sứ quán Hoa Kỳ bị tấn công. Ngày 1 tháng 2, Richard Nixon tuyên bố ứng cử của ông cho chức vụ tổng thống, hứa hẹn sẽ mang lại chiến tranh Việt Nam đến một kết thúc xứng đáng. Ngày 25 tháng 2, lực lượng Mỹ thông báo họ đã kiểm soát toàn bộ thành phố Huế, vốn đã Việt Cộng chiếm giữ trong Tết Mậu Thân. Ngày 1 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert McNamara được thay thế bởi Clark Clifford. Ngày 16 tháng 3, thảm sát Mỹ Lai, ngôi làng Mỹ Lai bị quân đội Mỹ sát hại, hàng trăm dân thường, trong đó có 56 trẻ sơ sinh bị giết. Ngày 28 tháng 3, giai đoạn một Tết Mậu Thân kết thúc. Ngày 31 tháng 3, Lyndon Johnson tuyên bố ngưng một phần đánh bom trên bầu trời Bắc Việt Nam. Ngày 4 tháng 4, Martin Luther King bị ám sát tại Memphis. Ngày 3 tháng 5, vụ đánh bom tòa nhà tương trợ Đại học Quốc tế tại Sài Gòn. Ngày 5 tháng 5, Việt Cộng và quân đội Bắc Việt khởi động Tết Mậu Thân đợt 2. Ngày 13 tháng 5, cuộc đàm phán hòa bình giữa Hoa Kỳ và Bắc Bắc và miền Nam Việt Nam tại Paris. Ngày 15 tháng 6, giai đoạn 2 Tết Mậu Thân kết thúc. Ngày 1 tháng 7, tướng Creighton Abram thay thế tướng William Westmoreland là chỉ huy quân đội Mỹ tại Việt Nam. Ngày 17 tháng 8, Việt Cộng và quân đội Bắc Việt khởi động Tết Mậu Thân đợt 3. Ngày 15 tháng 9, giai đoạn 3 Tết Mậu Thân kết thúc. Ngày 31 tháng 10, Tổng thống sắp mãn nhiệm Lyndon Johnson kêu gọi ngưng các cuộc ném bom miền Bắc Việt Nam. Ngày 5 tháng 11, Richard Nixon được bầu làm Tổng thống Mỹ, đánh bại ứng cử viên dân chủ UBH Humphrey. Năm 1969, ngày 5 tháng 1, Tổng thống Mỹ Richard Nixon tuyên bố kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, Henry Cabot Lodge là trưởng đoàn đàm phán Mỹ tại các cuộc đàm phán hòa bình Paris, thay thế Averell Harriman. Ngày 25 tháng 1, mở các cuộc đàm phán hòa bình Paris giữa Mỹ, Bắc và Nam Việt và Việt Cộng. Ngày 31 tháng 1, sức mạnh quân sự của Mỹ với số lượng Việt Nam 539.800 nhân sự, Ngày 16 tháng 2, một lệnh ngừng bắn trong 24 giờ cho kỳ nghỉ Tết nhưng Việt Cộng bỏ qua lệnh ngừng bắn và thực hiện nhiều cuộc tấn công, giết chết nhiều lính Mỹ. Ngày 26 tháng 2, một cuộc tấn công của Việt Cộng và quân đội Bắc Việt nhằm vào thị trấn Biên Hòa và căn cứ không quân được ngăn chặn bởi các lực lượng của quân đội Việt Nam Cộng hòa. Ngày 17 tháng 3, tổng thống Nixon cho phép chiến dịch Menu, vụ đánh bom các vị trí Việt Cộng nghi ngờ tại phía đông Campuchia. Ngày 3 tháng 4, Mỹ xác nhận 33.641 lính Mỹ đã chết trong chiến tranh Việt Nam, vượt hơn số lính thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến năm 1953 là 33.629. Ngày 3 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mevin Led nói chính phủ của ông sẽ chỉ xem xét rút quân nếu quân đội Bắc Việt bị thu hồi và hoạt động của Việt Cộng được giảm đáng kể. Ngày 12 tháng 5, quân đội Bắc Việt và Việt Cộng tung ra một loạt các vụ tấn công trên khắp miền Nam Việt Nam. Ngày 14 tháng 5, Nixon công bố một đề nghị hòa bình, sau đó bị từ chối bởi Hà Nội. Ngày 20 tháng 5, trận Hamburger Hill, đồi thịt băm ở đồng ấp bia, tỉnh Thừa Thiên kết thúc với một chiến thắng chiến thuật Mỹ quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ngày 6 tháng 6, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập. Ngày 8 tháng 6, Richard Nixon tuyên bố rút quân đội Mỹ từ Việt Nam với 25.000 lính, dự kiến sẽ được trở về nhà vào cuối tháng 8. Tháng 7, Mỹ bắt đầu chương trình của mình rút quân theo từng giai đoạn. Ngày 20 tháng 7, căng thẳng chủng tộc nổ tại một căn cứ hải quân tại Jacksonville, Bắc Carolina, một cuộc bạo loạn giữa lính thủy đánh bộ da đen và da trắng, làm một người chết và 15 người bị thương. Ngày 4 tháng 8, cố vấn Henry Kissinger bắt đầu các cuộc họp bí mật với đại diện đến từ miền Bắc Việt Nam. Ngày 2 tháng 9, Hồ Chí Minh qua đời, lãnh đạo cộng sản Bắc Việt lúc này là Lê Duẩn. Ngày 5 tháng 9, trung úy William Kali bị buộc tội giết người liên quan đến các sự kiện trong vụ thảm sát Mỹ Lai. Ngày 16 tháng 9, Richard Nixon tuyên bố một đợt cắt giảm quân với 40.500 quân nhân, gần một nửa trong số họ lính thủy đánh bộ được rút khỏi Việt Nam. Ngày 15 tháng 10, một số 100.000 người tham dự cuộc biểu tình ở Washington DC và Boston. Tháng 12, quân nhân Hoa Kỳ tại Việt Nam đã được giảm 115.000 so với năm trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đăng ký kênh để xem phần tiếp theo của chiến tranh Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phần cuối từ 1970 đến 1975. Năm 1970, ngày 18 tháng 3, lãnh đạo Campuchia Hoàng tử Sihanouk bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính quân sự do tướng Lon Non, Ngày 30 tháng 4, Nixon thông báo gây tranh cãi quân đội Mỹ sẽ vượt qua biên giới để tấn công các căn cứ của đối phương ở Campuchia. Ngày 4 tháng 5, biểu tình sinh viên tại Đại học Kent State, 4 người chết. Tháng 6, Quốc hội bãi bỏ nghị quyết vịnh Bắc Bộ để khẳng định lại quyền kiểm soát khả năng sử dụng vũ lực của Tổng thống trong chiến tranh. Ngày 3 tháng 6, quân đội Bắc Việt bắt đầu tiếp cận thủ đô Phnom Penh của Campuchia, nhưng bị trứng lại do các cuộc không kích của Mỹ. Ngày 7 tháng 10, Nixon nói trên truyền hình Mỹ, đề xuất một lệnh ngừng bắn và hòa bình đàm phán, Hà Nội không trả lời. Ngày 9 tháng 10, Campuchia trở thành nước Cộng hòa Khmer, một quốc gia thân Mỹ do quân đội cai trị dưới quyền tướng Lon Non. Năm 1971, tháng 1, Quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu để biểu quyết việc rút toàn bộ quân đội Mỹ ra khỏi Việt Nam vào cuối năm. Ngày 6 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mevin Lett nói với giới truyền thông rằng, Việt Nam hóa chiến tranh đang được tiến hành trước thời hạn. Ngày 8 tháng 2, chính phủ miền Nam Việt Nam tuyên bố rằng quân đội nước này đã vượt sang biên giới Lào để tham gia cùng quân đội Vương quốc Lào tấn công Cộng sản. Chiến dịch hành quân Lam Sơn 719 được bắt đầu. Chiến dịch không thành công với sự mất mát của 8.000 nam giới. Ngày 24 tháng 3, quân đội Bắc Việt được cho là đã chuyển một lượng lớn pháo binh gần biên giới miền Nam Việt Nam. Ngày 24 tháng 4, hơn 200.000 người tham dự biểu tình chống chiến tranh Việt Nam diễu hành biểu tình ở Washington DC tháng 6, New York Times bắt đầu công bố Pentagon Paper, các tài liệu bí mật về chiến tranh Việt Nam bị dò dỉ bởi Daniel Elberg. Ngày 15 tháng 6, Nixon tìm cách ngăn chặn công bố thêm của Pentagon Paper với hành động pháp lý, nhưng cuối cùng thất bại. Ngày 21 tháng 6, sau nhiều tháng rút quân, số lượng nhân viên quân sự Mỹ tại Việt Nam giảm xuống còn 244.900. Ngày 22 tháng 6, Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi rút toàn bộ quân đội Mỹ vào cuối năm này. Ngày 9 tháng 7, cố vấn an ninh Mỹ Henry Kissinger đến Trung Quốc để chuẩn bị cho chuyến thăm của tổng thống Nixon có trong năm mới. Ngày 18 tháng 8, Australia và New Zealand công bố kế hoạch rút quân khỏi Việt Nam. Ngày 3 tháng 10, tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đắc cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, gây ra một làn sóng tấn công của Việt Cộng. Ngày 12 tháng 11, Richard Nixon nói với báo chí Mỹ rằng quân Mỹ chỉ trong vai trò phòng thủ, để lại các vị trí chiến đấu cho quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ngày 29 tháng 11 tại Moscow, một phái đoàn từ Hà Nội ký một thỏa thuận với chính phủ Liên Xô cho viện trợ kinh tế và quân sự. Ngày 31 tháng 12 năm 1971 kết thúc với chỉ hơn 156.000 lính Mỹ vẫn ở Việt Nam. Năm 1972, ngày 21 tháng 2, Nixon bắt đầu một chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc, gặp gỡ với Mao Trạch Đông và các lãnh đạo khác của Trung Quốc. Chuyến thăm của ông dẫn đến sự thừa nhận Mỹ của chính phủ Trung Quốc và khôi phục quan hệ ngoại giao. Ngày 10 tháng 3, Sư đoàn không vận 101 trở thành Sư đoàn Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam. Ngày 23 tháng 3, Chính phủ Mỹ, thất vọng bởi sự chậm trễ và thiếu sự hợp tác từ Chính phủ Bắc Việt, đình chỉ các cuộc đàm phán hòa bình Paris. Ngày 30 tháng 3, lực lượng Bắc Việt khởi động chiến dịch xuân hè, mùa hè đỏ lửa, tấn công miền Nam Việt Nam. Ngày 13 tháng 4, trận an lộc diễn ra, quân đội Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa giành chiến thắng. Ngày 15 tháng 4, Tổng thống Nixon ra lệnh ném bom ồ ạt chống lại Bắc Việt Nam, để trả đũa cho chiến dịch xuân hè. Ngày 15 tháng 4, sự leo thang của chiến đấu tại Việt Nam gây nên những cuộc biểu tình trên khắp Hoa Kỳ trong vài ngày, hàng trăm sinh viên bị bắt. Ngày 27 tháng 4, Hội nghị Paris-Paris tiếp tục đàm phán hòa bình. Ngày 4 tháng 5, các đàm phán hòa bình Paris lại sụp đổ một lần nữa. Ngày 9 tháng 5, Mỹ thực hiện chiến dịch Linebacker, nhằm buộc chính phủ Hà Nội tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán Paris. Ngày 11 tháng 5, thiết quân luật ở miền Nam Việt Nam nhằm chặn đứng các cuộc tấn công việt cộng ngày càng tăng. Ngày 22 tháng 5, Richard Nixon gặp với lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev và yêu cầu ông phải giữ lại vũ khí của Liên Xô không chuyển đến miền Bắc Việt Nam, Brezhnev từ chối. Ngày 17 tháng 6, khách sạn Watergate ở Washington DC bị trộm đột nhập, điều này đánh dấu sự khởi đầu của vụ bê bối Watergate khiến Nixon phải từ chức vào năm 1974. Ngày 28 tháng 6, trận thành cổ Quảng Trị diễn ra, một phần nằm trong chiến dịch xuân hè của quân đội Bắc Việt. Ngày 13 tháng 7, các cuộc đàm phán hòa bình Paris tiếp tục một lần nữa. Tháng 8, các lực lượng bộ binh cuối cùng của Mỹ rời Việt Nam, chỉ để lại các phi công, nhân viên y tế và hỗ trợ. Ngày 2 tháng 8, kho xăng ở Đà Nẵng bị biệt động thành Đà Nẵng đặt bom phá hủy số lượng lớn xăng dầu, sân bay Đà Nẵng bị pháo kích, 4 máy bay bị hư hại, một lính Mỹ chết và 20 bị thương. Ngày 10 tháng 9, sân bay Đà Nẵng bị đặc công tấn công, 1 phần tư căn cứ bị phá hủy, các đám cháy kéo dài tới ngày, 3 máy bay bị phá hủy và 95 chiếc khác bị phá hỏng, chiếm 3 phần tư số máy bay tại căn cứ, nhiều lính và phi công Mỹ chết, hơn 50 bị thương chưa kể tổn thất của không quân Việt Nam Cộng Hòa, 6 đặc công quân giải phóng tử trận. Ngày 26 tháng 9, Henry Kissinger và Lê Đức Thọ của Bắc Việt Nam bắt đầu một loạt các cuộc họp bí mật tại Paris, Ngày 7 tháng 11, Richard Nixon được tái đắc cử tổng thống, đánh bại ứng cử viên dân chủ George McGovern, người hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Ngày 18 tháng 12, Mỹ thực hiện chiến dịch Linebacker 2, các cuộc tấn công tập trung giữa Hà Nội và Hải Phòng, thả khoảng 20.000 tấn bom trên các vùng đông dân cư. Chiến dịch Linebacker 2 cũng là chiến dịch quân sự cuối cùng của Mỹ tại Việt Nam. Năm 1973, ngày 15 tháng 1, với sự tiến bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình, Tổng thống Nixon ra lệnh ngưng tất cả các cuộc tấn công của không quân và hải quân Mỹ chống lại miền Bắc Việt Nam. Ngày 27 tháng 1, đại diện của Mỹ, miền Nam Việt Nam, miền Bắc Việt Nam và Việt Cộng ký kết Hiệp định Paris, trong số các điều khoản của Hiệp định là một lệnh ngừng bắn 60 ngày, thả các tù nhân Mỹ chiến tranh và rút toàn bộ nhân viên quân sự Mỹ ra khỏi Việt Nam. Tháng 2, Bắc Việt Nam trả 591 tù nhân chiến tranh Mỹ, trong đó có cả thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tương lai và ứng cử viên Tổng thống Mỹ John McCain trong chiến dịch Homecoming. Ngày 8 tháng 3, Floyd Thompson, tù binh chiến tranh bị giam lâu nhất lịch sử nước Mỹ ở miền Bắc Việt Nam trong 9 năm được thả. Ngày 13 tháng 6, Hiệp định Paris ký kết thỏa thuận thực hiện, thừa nhận rằng các điều khoản đã được thỏa mãn. Ngày 1 tháng 7, viện trợ của Mỹ cho miền Nam Việt Nam giảm một nửa từ 2 tháng 2 tỷ đến 1,1 tỷ đô la Mỹ USD. Ngày 14 tháng 8, Mỹ chấm dứt ném bom ở Campuchia. Ngày 3 tháng 12, Việt Cộng tấn công kho xăng nhà bè, kho xăng bị cháy suốt 10 ngày đêm, thiêu hủy hàng triệu lít xăng. Năm 1974, ngày 4 tháng 1, Quốc hội Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu của Richard Nixon cho tăng viện trợ quân sự cho miền Nam Việt Nam. Ngày 17 tháng 1, Hải chiến Hoàng Sa, Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa khi đó thuộc sự quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 9 tháng 3, trường tiểu học cai lệ Tiền Giang bị trúng đạn pháo kích. Ngày 1 tháng 7, Mỹ viện trợ quân sự cho miền Nam Việt Nam được giảm từ 1,1 tỷ đô la Mỹ xuống còn 700 triệu đô la Mỹ, dẫn đến tình trạng thiếu kinh phí và làm giảm khả năng hoạt động cũng như tinh thần của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 8 tháng 8, Richard Nixon từ chức Tổng thống sau vụ bê bối Watergate, Zara Ford trở thành Tổng thống. Tháng 12, tổng số nhân viên quân sự Mỹ tại Việt Nam ước tính có 50 người, cùng với một đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Năm 1975, ngày 6 tháng 1, chiến dịch đường 14 Phước Long của quân giải phóng miền Nam thắng lợi. Ngày 8 tháng 1, Bộ Chính trị của miền Bắc Việt Nam hủy quyền cho một cuộc xâm lược toàn diện để chiếm và giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày 10 tháng 3, quân đội Bắc Việt bắt đầu chiến dịch mùa xuân tấn công vào ban mê thuật tỉnh Đắk Lắc. Ngày 14 tháng 3, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút quân lực Việt Nam Cộng hòa khỏi Tây Nguyên. Ngày 19 tháng 3, quân giải phóng miền Nam chiếm được Quảng Trị. Ngày 22 tháng 3, quân lực Việt Nam Cộng hòa bỏ Quảng Đức, quân giải phóng miền Nam tiến vào quận Khánh Dương, Khánh Hòa. Ngày 23 tháng 3, quân giải phóng miền Nam tiến vào thị xã An Thúc tỉnh Bình Định và Định Quán, Long Khánh. Ngày 24 tháng 3, quân lực Việt Nam Cộng hòa bỏ Quảng Ngãi, mất liên lạc với Huế, quân giải phóng miền Nam tiến vào thị xã Tam Kỳ, Việt Nam Cộng hòa quyết định bỏ toàn bộ phần Bắc vùng một chiến thuật. Ngày 26 tháng 3, quân giải phóng miền Nam tiến vào Huế sau 3 ngày bắn pháo. Ngày 27 tháng 3, quân giải phóng miền Nam tiến vào căn cứ Không quân Chu Lai, quân lực Việt Nam Cộng hòa bỏ quận Tam Quan, Bình Định. Ngày 28 tháng 3, quân lực Việt Nam Cộng hòa bỏ tỉnh Lâm Đồng. Ngày 30 tháng 3, quân giải phóng miền Nam tiến vào Đà Nẵng, vùng một chiến thuật sụp đổ hoàn toàn. Ngày 31 tháng 3, quân giải phóng miền Nam tiến vào căn cứ Không quân sân bay Phú Cát căn cứ 60 chiến thuật Ngày 1 tháng 4, Sở Chỉ huy Quân đoàn 2 Quân lực Việt Nam Cộng hòa rút khỏi Nha Trang, Quân lực Việt Nam Cộng hòa rút khỏi Quy Nhơn, Tuy Hòa và Nha Trang, Tây Nguyên hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Quân giải phóng miền Nam. Ngày 2 tháng 4, Quân giải phóng miền Nam tiến vào Nha Trang. Ngày 3 tháng 4, Quân giải phóng miền Nam tiến vào Tuy Hòa. Ngày 4 tháng 4, chiếc C5 Galaxy tham gia chiến dịch Baby nhằm sơ tán trẻ sơ sinh khỏi Việt Nam bị rơi lúc cất cánh làm 140 người thiệt mạng, đa số là trẻ em. Ngày 8 tháng 4, Nguyễn Thành Trung lái máy bay F5Y ném bom Dinh độc lập. Ngày 9 tháng 4, trận Xuân Lộc bắt đầu. Ngày 10 tháng 4, Hải quân nhân dân Việt Nam chiếm các đảo tại quần đảo Trường Sa, tổng thống Gerraford cho 722 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự cho miền Nam Việt Nam nhưng bị từ chối bởi Quốc hội. Ngày 11 tháng 4, máy bay trực thăng bắt đầu sơ tán nhân viên Mỹ và quan chức miền Nam Việt Nam từ đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Ngày 16 tháng 4, Phan Giang thất thủ. Ngày 17 tháng 4, Khmer Đỏ nắm quyền kiểm soát Campuchia. Ngày 18 tháng 4, Bình Thuận thất thủ, vùng hai chiến thuật sụp đổ hoàn toàn. Ngày 21 tháng 4, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu từ chức, lên thay là Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Ngày 22 tháng 4, Xuân Lộc thất thủ. Ngày 26 tháng 4, chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn. Ngày 27 tháng 4, tướng quân lực Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh thay chức vụ Tổng thống của Trần Văn Hương. Ngày 28 tháng 4, Nguyễn Thành Trung cùng phi đội máy bay A-37 ném bom sân bay Tân Sơn Nhất tại Biên Hòa, Sở Chỉ huy Quân đoàn 3 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngừng hoạt động. Ngày 29 tháng 4, căn cứ Đồng Dù, Củ Chi, Thất Thủ, QGP chiếm Vũng Tàu, sân bay Tân Sơn Nhất bị bắn rocket, quân đội Bắc Việt tiếp cận Sài Gòn, lính thủy đánh bộ Mỹ bắt đầu cuộc di tản của người Mỹ, người nước ngoài và một số quan chức miền Nam Việt Nam từ Sài Gòn trong chiến dịch gió lốc Free Quần Win Ngày 30 tháng 4, quân giải phóng miền Nam chiếm được Sài Gòn, chính phủ miền Nam Việt Nam chính thức đầu hàng quân đội Bắc Việt và Việt Cộng, chiến tranh Việt Nam chính thức kết thúc sau 20 năm. Năm 1976, ngày 2 tháng 7, Bắc và Nam Việt Nam được chính thức thống nhất thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần cuối chiến tranh Việt Nam của kháng chiến chống Mỹ, đăng ký kênh để theo dõi nhiều clip về lịch sử Việt Nam.